lầu đê jesus christus ngợi khen chúa jesus kitô đây là đài phát thanh vatican chương trình việt ngữ Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Nhân dịp năm mới xuân mậu tuất, toàn ban Việt ngữ xin kính chúc quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Cha, quý Nam Nữ Tu Sĩ và toàn thể cộng đồng dân chúa. Một năm mới an bình thánh thiện, vui tươi, sức khỏe dồi dào và tràn đầy hạnh phúc trong Đức Kitô và Mẹ Maria. Trong chương trình đặc biệt mừng xuân hôm nay, thứ Sáu 16 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị những suy tư về lời chúc đầu xuân. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuộc lại gương tử đạo của Teres Dessa Kapamgala. Sau đó, một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Kính mời quý vị nghe đề tài, các tác phẩm lịch sử trong Thánh Kinh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca Xuân. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Thanh Hiển đọc tin tức. Geneva, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Ivan Zhukovic kêu gọi hãy ghi quyền tự do tôn giáo và triều kích tinh thần vào dự thảo Hiệp ước Toàn cầu về người tị nạn. Hiệp ước này sẽ được Liên Hiệp Quốc thảo luận và bỏ phiếu thông qua vào mùa thu năm nay. Trong bài tham luận hôm 13 tháng 2 vừa qua tại khóa học ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Zhukovic, người Slovenia, đánh giá cao bản dự thảo hiệp ước với những đối tượng và viễn tượng. Nhưng ngài nhận xét rằng dự thảo không nói đến một khía cạnh quan trọng như chiều kích tinh thần của người tị nạn, quyền tự do tôn giáo của họ và nhu cầu cấp thiết về sự đoàn tụ hiệp nhất gia đình họ. Vị đại diện tòa thánh cũng nhắc lại rằng bảo vệ người tị nạn là một nghĩa vụ vượt lên trên thiện chí của mỗi quốc gia và đòi phải có sự uyển chuyển cũng như sự cộng tác trong cộng đồng quốc tế. Đức tổng giám mục Djokovic nói: Thời điểm lịch sử này là một cơ hội để nâng cao lối tiếp cận tiêu biểu cho đến nay của cộng đồng quốc tế. Vì thế, cần có những chính sách và các biện pháp cụ thể. Điểm tham chiếu ở đây cũng là điều mà Đức Giáo hoàng Francisco đã nói, đó là bảo vệ các quyền bất khả nhượng của người tị nạn, tôn trọng các quyền tự do căn bản và phẩm giá của họ. Đây chính là một nghĩa vụ mà không một ai được miễn chuẩn một điểm khác được đức tổng giám mục jokovic đưa ra để cải tiến dự thảo hiệp ước đó là các biện pháp được đề nghị phải được đọc như một hoạt động cộng đồng phục vụ cho những người tị nạn hơn là một danh sách những biện pháp tốt hơn không liên hệ với nhau tiếp đến trong mọi trường hợp nhân vị phải được ở dưới sự bảo vệ của các nguyên tắc của tình nhân đạo và những mệnh lệnh của lương tâm công cộng trong thời gian qua hơn một lần Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến sự kiện trong hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc cử hành tại New York ngày 18 tháng 9 năm 2016. Các vị lãnh đạo thế giới đã bày tỏ rõ ràng ý chí dấn thân bên vực những người di dân và tị nạn để cứu mạng sống và bảo vệ các quyền của họ, chia sẻ trách nhiệm ấy trên bình diện hoàn cầu. Với mục đích đó, các nước đã dấn thân soạn thảo và phê chuẩn trước cuối năm 2018 này hai hiệp ước hoàn cầu, một về người tị nạn và một về người di dân, và Ngài bày tỏ hy vọng dự án này sẽ tiến hành tốt đẹp. Miami Đức cha Thomas Wensky, Tổng giám mục giáo phận Miami, bang Florida, Hoa Kỳ, chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân vụ thảm sát ở một trường học ở địa phương và kêu gọi dân chúng đoàn kết để chống lại sự ác. Hôm 14 tháng 2, một thanh niên 19 tuổi, Nicholas Cruz, đã dùng súng máy bắn xả và các học sinh thuộc trường trung học Amok Lab ở Parkland, bang Florida và thuộc lãnh thổ giáo phận Miami, làm cho 17 người chết và 15 người khác bị thương. Cruz đã bị trục xuất khỏi trường này vì lý do kỷ luật. Anh ta bị bắt sau cuộc thảm sát. Trong thông cáo, Đức Tổng giám mục Wenski nói, Tôi cầu nguyện và mời gọi toàn thể cộng đoàn công giáo cầu nguyện cho những người bị thương tổn vì thảm trạng vô nghĩa này. Chúng ta cầu nguyện cho những người thiệt mạng và bị thương, cho gia đình và những người thân yêu của họ, và cho toàn thể cộng đoàn Nam bang Florida. Tất cả chúng ta đều có lý để phẫn nộ khi các trẻ em vô tội bị biến thành những nạn nhân của bạo lực vô nghĩa lý. Và tuy chúng ta còn tìm hiểu về những chiều kích kinh khủng của thảm kịch này, chúng ta phải đoàn kết với nhau như một cộng đoàn để nâng đỡ nhau trong lúc đau buồn này. Thứ tư lễ cho này chúng ta bắt đầu mùa chay, mời gọi chúng ta thống hối và hoãn cải. Với ơn Chúa, chúng ta có thể tiếp tục mạnh mẽ và kiên cường chống lại sự ác dưới mọi hình thức. Đức Hồng Y Daniel Dinardo, Tổng giám mục giáo phận Houston, bang Texas, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Hoa Kỳ, cũng lên án bạo lực vô nghĩa lý và kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân. Brasilia Đức cha Dimas Lava Barbosa, Tổng giám mục Giáo phận Campo Grande, thuộc miền Nam Mato Grosso bên Brazil, tố giác nạn tự tử nơi các thổ dân ngày càng gia tăng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican hôm 14 tháng 2 vừa qua, nhân dịp khai mạc chiến dịch huynh đệ mùa chay ở Brazil, Đức Tổng giám mục Bạc Bosa nói: "Nạn tự tử nơi các thổ dân là một hiện tượng kinh khủng và gia tăng nhiều. Các thổ dân sống trong tình trạng rất bất an." họ có vấn đề đất đai không được chính quyền nhìn nhận là thuộc về họ rồi cũng có những vấn đề liên quan đến sức khỏe giáo dục căn tính như một dân tộc và như một văn hóa tất cả những điều đó khiến cho các thổ dân nhiều lần nhận thức họ rất khác biệt với cái gọi là nền văn minh của người da trắng vì thế họ lâm vào tình trạng khủng hoảng khiến họ tìm giải pháp tự tử thật là một điều đau buồn và chúng ta phải quan tâm tới vấn đề này Đức Tổng Giám Mục Bạc Bô Sa cũng nói đến nạn tự tử nói những người trẻ, trẻ em thổ dân, ngài nói. Đây cũng là một điều đau thương vì câu hỏi được đặt ra vẫn luôn là điều gì đang xảy ra và điều gì thúc đẩy một thiếu nữ, đẹp, thông minh, có tương lai trước mắt, không những treo cổ tự tử nhưng nhiều khi còn cắt chặt các phần thân thể của họ và sau cùng lao đầu từ một cây cầu xuống để tự tử khi những điều này xảy ra cho các trẻ em thì câu hỏi càng thống thiết hơn nữa tại sao những điều ấy xảy ra Regensburg người anh trai của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 là Đức ông Georg Ratzinger bày tỏ lo âu về sức khỏe của em ngài Đức Biển Đức 16 hiện bị một thứ bệnh tấn công các dây thần kinh trong một cuộc phỏng vấn số ra ngày 14 tháng 2 vừa qua tại Đức nhân dịp kỷ niệm 5 năm Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 từ chức. Đức ông Ratzinger, năm nay 94 tuổi, nói về em của ngài rằng, Bây giờ em tôi đang ngày càng phải dùng xe lăn, lo âu lớn nhất là sự tê liệt có thể lan tới tim, và lúc đó em tôi có thể ra đi mau lẹ. Tôi cầu nguyện hàng ngày để chính tôi và em tôi được chết lành. Tôi cầu nguyện cho cả hai, đó là một ước nguyện lớn của chúng tôi. Đức ông Ratzinger cho biết, ngài vẫn điện thoại hàng ngày và trao đổi với em về mọi sự. Đây thực sự là một món quà lớn, vì thế chúng tôi không cô đơn, và nếu chưa muốn, chúng tôi sẽ gặp lại nhau vào ngày mùng 8 tháng 4 tới đây. Đức ông Ratzinger hy vọng có thể trở lại Roma lần nữa để mừng sinh nhật thứ 91 của người em là Nguyên Giáo Hoàng vào ngày 16 tháng 4 tới đây. Nhưng Đức ông cũng nói thêm, vẫn còn thời gian dài, ai biết được từ đây đến ngày ấy điều gì sẽ xảy ra. Ngày 11 tháng 2 năm 2013, Đức Nguyên Giáo hoàng biển Đức 16 đã tuyên bố từ chức và điều này bắt đầu có hiệu lực ngày 28 tháng 2 sau đó. Hiện ngài sống tại căn nhà trước kia là đan viện mẹ giáo hội dành cho một cộng đoàn nữ tu chiêm niệm ở nội thành Vatican. Bắc Kinh, ban tôn giáo và các tổ chức công giáo do nhà nước Bắc Kinh điều khiển đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 60 năm truyền chức giám mục tự trị đầu tiên đó là Bernardino Đổng Quang Thanh, dòng Francisco, thụ phong giám mục không có phép của tòa thánh hồi năm 1958 và qua đời năm 2007 thọ 90 tuổi. Hôm mùng 8 tháng 2 vừa qua, trưởng ban tôn giáo chính phủ Trung Quốc, ông Vương Tác An đã biến thăm hai tổ chức công giáo của nhà nước là Hội Công giáo yêu nước ở Bắc Kinh và Hội đồng các giám mục Trung Quốc không được tòa thánh nhìn nhận. Trong dịp này, ông đã tuyên bố rằng phải tiến bước quyết liệt trên con đường các nguyên tắc của giáo hội độc lập, tự do, tuyển chọn và truyền chức giám mục. Sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10 năm ngoái, ông Vương Tắc An cũng đưa ra lời tuyên bố tương tự. Trong cuộc viếng thăm vừa qua của ông Vương Tác An, giám mục bất hợp pháp Du Xe Mã Anh Lâm, thủ lãnh hội đồng các giám mục Trung Quốc nói rằng Năm nay Hội Công giáo yêu nước và Hội đồng các giám mục Trung Quốc sẽ tổ chức một hội nghị kỷ niệm 60 năm tự tuyển chọn và tự truyền chức các giám mục ở Trung Quốc. Mã Anh Lâm là một trong bảy giám mục bất hợp pháp đang chờ được Tòa Thánh nhìn nhận. Trong những ngày này, vẫn còn tranh luận trong dư luận báo chí về việc Tòa Thánh có thể ký hiệp định với Trung Quốc về vấn đề bổ nhiệm giám mục và công nhận các giám mục bất hợp pháp có 200 nhân sĩ công giáo ở Hồng Kông gửi thư ngõ xin các hội đồng giám mục trên thế giới chống lại dự án của Tòa Thánh ký hiệp định với nhà nước Bắc Kinh. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị những suy tư về lời chúc đầu xuân. Kính thưa quý vị thính giả, có một học giả uyên bác kia cầu nguyện lên lỉ suốt 8 năm trời, xin thiên chúa cho ông được gặp một người chỉ cho ông con đường chân lý. Một hôm, ông nghe thấy có tiếng từ trời phán bảo: "Con hãy đến trước thềm nhà thờ và sẽ thấy một người có thể chỉ cho con đâu là con đường chân lý và hạnh phúc." Học giả ấy lập tức đi tới trước nhà thờ, nhưng ở đây, ông chỉ gặp một người hành khất quần áo tả tơi, đôi chân đầy những vết thương ghẻ lở. Dầu vậy, người học giả ấy vẫn lên tiếng chào thăm và nói, Xin Chúa ban cho ông một ngày tốt lành. Người ăn mày trả lời, Tôi chưa bao giờ gặp một ngày xấu nào. Học giả ngạc nhiên tiếp, Vậy thì tôi xin Chúa ban cho ông được hạnh phúc. Nhưng người ăn xin đáp lại, Tôi cũng chưa bao giờ bị bất hạnh cả. Sửng sốt, học giả xin người ăn xin giải thích rõ hơn những lời vừa nói. Người ăn xin đáp. Ông vừa chúc tôi được một ngày tốt. Tôi đáp, tôi chưa bao giờ gặp ngày xấu. Bởi vì nếu tôi đói, tôi ngợi khen Chúa. Nếu tôi bị khinh bỉ, thì tôi cũng ngợi khen Chúa. Nếu trời mưa bão, tuyết rơi, thì tôi các ngợi Thiên Chúa. Như thế, tôi không thấy có ngày nào xấu cả. Bất cứ sự gì tôi nhận được từ tay Thiên Chúa hay từ những người khác theo ý chúa dù là cay đắng hay ngọt bùi đều là hạnh phúc đối với tôi vì thế tôi chẳng bao giờ buồn khổ cả học giả uyên bác lại gạn hỏi nếu thiên chúa muốn quảng ông vào địa ngục thì sao nếu thiên chúa thực sự muốn như thế thì tôi sẽ bám chặt vào tay ngài và ngài sẽ phải xuống địa ngục với tôi chẳng thà ở địa ngục mà có chúa còn hơn là lên thiên đàng mà không có ngài học giả càng ngạc nhiên hỏi tiếp ông từ đâu đến người ăn xin đáp tôi từ thiên chúa mà đến vậy ông đã tìm được ngài ở đâu tôi đã tìm thấy ngài tại nơi tôi đã bỏ các loài thụ tạo vậy thiên chúa ở đâu ngài ngự trong những tâm hồn thanh sạch và những người thiện tâm thế thì ông là ai tôi là vua ông là vua hả vậy vương quốc của ông ở đâu vương quốc của tôi là ở trong tâm hồn tôi đây nghe đến đây vị học giả uyên bác đó chợt hiểu được rằng người ăn mày này nhờ sống hoàn toàn tín thác và vâng phục thánh ý chúa nên quả thực ông ta là người giàu có hơn cả bậc vua chúa và hạnh phúc hơn ai hết nhưng ngày đầu xuân đọc lại dụ ngôn trên đây của linh mục Giang Tô tole một nhà thần bí học dòng đa minh người thành strasbourg qua đời cách đây 657 năm người ta thấy câu chuyện giống như một bức tranh tương phản với những điều mà các cụ nhà ta vẫn mong mỏi và được diễn tả qua phong tục sông nhà sông đất. Xưa các cụ tin rằng, ngày đầu năm mới mà được người vui vẻ dễ tính, tốt nét đến nhà trước nhất thì cả năm trong nhà mọi việc hanh thông dễ dàng. Người đến trước nhất là người sông nhà sông đất, nếu gặp phải người khẳng tính, độc ác hay người khờ dại lãng tính đến sông nhà, thì cả năm làm ăn lũng cũng khó khăn, hoặc gặp nhiều vẫn vơ bực mình. Vì vậy, các cụ thường kén chọn người nhờ đến sông nhà theo ý muốn. Người đến sông nhà đốt một bánh pháo mừng và cất to giọng chúc chủ nhà đủ mọi điều tốt lành và tùy từng trường hợp. Nếu nhà có cha mẹ già thì chúc bách niên giai lão hoặc tăng phúc tăng thọ. Nếu là nhà buôn thì chúc buôn may bán đất, nhất bản vạn lợi nếu là nhà nông thì chúc phong đăng hòa cốc nếu là nhà công nghệ thì chúc tốt tài sai lộc nếu là người làm việc nhà nước thì chúc thăng quan tiến chức Chủ nhà hoan hỷ chào và cảm ơn, đồng thời cũng chúc mừng lại mọi điều hay. Và có nơi còn đưa mừng tiền, đựng trong một bao giấy nhỏ hồng điều gọi là phong bao. Thái tục trên đây phản ánh khắc vọng của mọi người tuy có khác nhau tùy theo lớp người nhưng tự chung thì tất cả đều mong được phúc lộc thọ và đó cũng là những lời cầu chúc được coi là tốt đẹp nhất mà người dân việt vẫn thường cầu chúc cho nhau vào mỗi dịp đầu xuân nhưng dụ ngôn trên đây của cha Giang thu lê trình bày một bí quyết hầu như trái ngược để đạt tới hạnh phúc và niềm vui chân thực dụ ngôn ấy dựa trên sự khôn ngoan của phúc âm theo đó, niềm vui và hạnh phúc chân chính không ở tại sự giàu sang, tiền bạc đầy hũ đầy lưu hay từ danh vọng, quyền thế và những hoàn cảnh bên ngoài, nhưng từ chính nội tâm của mỗi người. Nước Nhật và Thụy Điển là những nước có đời sống sung túc và an ninh ở mức độ cao, nhưng tỷ lệ người dân tự tử cũng cao hơn các nước khác. Hạnh phúc tinh thần không gia tăng với giàu sang. Thánh Augustino xưa kia, trước khi trở lại, Ngài đã từng lo lắng tìm kiếm danh vọng và khoái lạc. Tâm hồn Ngài luôn cảm thấy dây dứt. Nhưng một hôm đi đường, Ngài thấy một người hành khất hạnh phúc, bất cần đời, khiến Ngài suy nghĩ lại. Và đó cũng là một yếu tố khiến Ngài suy nghĩ và dần dần trở lại. Sau này, Thánh Nhân đã viết lên, Chúa dựng chúng con nên Chúa, và vì thế tâm hồn chúng con chỉ được an nghỉ cho đến khi tìm được Chúa đó cũng là bí quyết sâu xa nhất của hạnh phúc khiến cho một người dù sống trong hoàn cảnh trước mắt người đời là bất hạnh nhưng họ vẫn có thể được an bình trong nội tâm và sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu được chúa là được tất cả và mất chúa là mất tất cả người ăn mày dù có bị chúa quẳng xuống hỏa ngục ông ta cũng nhất định bám chặt vào chúa vì ông nghĩ rằng dù phải xuống hỏa ngục mà có chúa thì vẫn hạnh phúc hơn thiên đàng lời chúc xuân đẹp nhất mà chúng ta có thể gửi đến cho nhau đó là cầu chúc cho nhau được đầy sự hiện diện của Chúa, được trọn vẹn tình nghĩa với Chúa và luôn giữ được lòng tín thác nơi Ngài trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Với Chúa, tín hữu có thể nhìn bất hạnh và nghịch cảnh dưới khía cạnh tích cực với xác tín rằng mọi hoàn cảnh đều góp phần mưu ích cho những người mến Chúa. Như Thánh Phaolô đã dạy trong đoạn 8 của thư gửi tín hữu Roma, với cũng sát tín đó, chúng ta có thể trở thành một giáo hội đi ra ngoài và có thể thực thi sống chúc Tết của Đức Thánh Cha Phan Cô gửi đến các tín hữu Viễn Đông đang mừng Tết. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 11 tháng 2 vừa qua, sau khi nhắc đến sự kiện hàng trăm triệu người ở Viễn Đông và các nơi khác mừng Tết âm lịch, Đức Thánh Cha nói, Tôi gửi lời chào thân ái với tất cả các gia đình, với lời cầu chúc trong các gia đình ấy ngày càng sống tình liên đới, huynh đệ, ước muốn điều thiện, có phần kiến tạo một xã hội, trong đó mỗi người được đón nhận, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Tôi mời gọi cầu nguyện cho Hồng Ân Hòa Bình là kho tàng quý giá cần hăng say theo đuổi với sự sáng suốt và can đảm. Trong phần 3 của buổi phát, Mai Châu sẽ thuộc lại gương tự đạo của Teresa Dessa Capamgala. Vào ngày 21 tháng Giêng vừa qua, Teresa Kapangala, một thiếu nữ 24 tuổi, đã từng có ước muốn trở thành nữ tu, đã bị giết hại trong lúc cố gắng bảo vệ một bé gái tại một cuộc biểu tình của giáo dân chống chính quyền. Cha Joseph Musubao, linh mục người Congo, cha xứ của giáo xứ San françois de San de Kintambo, một xã thuộc tỉnh Kinshasa, Tây Bắc, cũng là chú của Tere, đã tặng mắt chứng kiến sự kiện này. Cha xúc động nói, tôi không thể quên ngày đó, ngày của bạo lực cùng những nỗi kinh hoàng. Cháu tôi đã liều mất mạng sống mình để cố gắng cứu một bé gái. Cha kể, hôm đó sau thánh lễ, tôi đã quyết định cùng với các linh mục hiện diện tham gia biểu tình với một nhóm giáo dân chống lại sự cố vị của tổng thống Joseph Kabila, mặc dù thời hạn làm tổng thống đã hết. Hơn nữa, ông lại là vị tổng thống được nói đến với đường lối lãnh đạo cưỡng quyền, tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Kabila cũng bị cáo buộc tự phóng đại xu hướng bao gồm cả việc cố gắng thiết lập một sự sùng bái cá nhân. Về vấn đề này, giáo hội đã can thiệp bằng con đường hòa giải nhưng chưa khả thi. Cha tiếp tục, ngay khi vừa rời khỏi nhà thờ, chúng tôi đã gặp phải một cuộc đàn áp tàn bạo. Quân đội bắn xối xả vào các giáo dân, không kịp giờ để quay lại bên trong nhà thờ trú ẩn. Một số đã bị bắn chết, trong đó có Tere, trong lúc cố gắng tìm cách bảo vệ một bé gái. Tere được biết đến qua sự tham gia các hoạt động của giáo sứ, đặc biệt trong vai trò là ca viên của một ca đoàn Cô yêu mến một cách đặc biệt việc cầu nguyện với lần chuỗi măng côi ở trong các hang động. Chính vì lòng xúc mến này, đôi khi trong lúc nói chuyện với chú Musubao, cô đã nói đùa rằng cô lấy làm tiếc vì không được đặt tên là Maria. Một tương lai tươi sáng đang mở ra với cô, với văn bằng cao học ngành thời trang cao cấp, cô có thể kiếm được nhiều tiền và có một cuộc sống ổn định nhưng cô đã quyết định trở thành một nữ tu của hội dòng gia đình thánh. Cô đang chờ đợi ngày cô được chính thức nhận vào tu viện. Khi nghe tin về cái chết của cô, tất cả những người gần gũi, thân thiết với cô đều bộc lộ cảm xúc. Các sơ nói, chúng tôi vô cùng đau đớn khi nghe được hung tin này. Chúng tôi đánh giá rất cao về cô. Tere là người mẹ bé nhỏ của chúng tôi Stanilas Kapanyala, em trai của Tere, không giấu nỗi cảm xúc của mình nói: "Chị là một vị tử đạo, chị ấy chết vì đất nước của chúng tôi. Chị bị bắn trong lúc không hề phạm tội, chị chết trong giáo xứ của chị. Chị là một người dịu dàng, yêu thích làm việc và chăm sóc mọi việc nhà. Chị là một người mẹ bé nhỏ của chúng tôi, một người luôn luôn biểu lộ niềm hạnh phúc vui vẻ." Nỗi đau của gia đình cô càng dâng cao khi họ không được phép mang xác cô về tẩm liệm và chôn cất. Thậm chí, họ cũng không được phép nhìn mặt cô lần cuối. Xác cô bị đưa đến nhà xác trung tâm của Kinshasa với lý do để phục vụ cho việc điều tra. Nhưng gia đình cô không tin như vậy. Họ tin rằng chỉ có Chúa sẽ làm sáng tỏ công lý. Để tiếp tục chương trình, linh tiến khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài các tác phẩm lịch sử trong thánh kinh Kính thưa quý vị thính giả, với loạt bài về sách Diễm ca, chúng ta đã kết thúc việc tìm hiểu nền văn chương khôn ngoan trong Thánh Kinh Cựu Ước. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu các tác phẩm lịch sử trong Thánh Kinh. Các sách lịch sử trong Thánh Kinh Cựu Ước kể lại lịch sử của dân Israel từ khi đánh chiếm đất hứa dưới sự lãnh đạo của ông Josue hồi thế kỷ thứ 12 trước công nguyên cho tới cuộc nổi dậy của anh em nhà Maccabee và sự cai trị của nhà Asmoneo với vua Joan Ircano I vào năm 134 trước công nguyên như kể trong các sách Maccabee. Loạt sách này được anh em Do Thái gọi là các ngôn sứ trước hay tiền ngôn sứ. Đó là các sách Josue, Thẩm Phán, Ruth, 1 hai Samuel, 1 hai Các Vua, 1 hai Sử Biên, Esra, Nehemia, Tobia, Juditha, Esther và một hai Maccabay. Chúng là các sách rất khác nhau về nguồn gốc cũng như văn thể và được sắp xếp cũng khác nhau trong danh sách các tác phẩm kinh thánh. Trong sách Thánh Kinh Công Giáo, chúng được xếp sau bộ ngũ kinh, tức là năm cuốn sách đầu tiên của Thánh Kinh là Sáng Thế, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số và Đệ Nhị Luật. Thánh Kinh Vulgata Cổ và Vulgata Mới xuất bản năm 1986 thì đặt hai sách Maccabee vào cuối các tác phẩm cựu ước. Vài cuốn trong các sách này không có trong Thánh Kinh Tiếng Do Thái, cũng như trong Thánh Kinh Tin Lành và Anh Giáo. Đó là các sách Maccabee, Tobia và Juditha. Ngoài ra trong Thánh Kinh Do Thái, hai sách Bà Ruth và Esther thuộc sưu tập gọi là các cuộn sách Megilot, Cùng với các sách Cohelec, hai sách Giảng Viên, sách Diễm Ca và sách Ai Ca, Chúng được dùng trong phụng vụ của vài ngày lễ do Thái, đặc biệt sách rút được đọc trong lễ Vuốt, tức tương đương với lễ ngũ tuần, và sách Esther được đọc trong lễ Purim, tức lễ thay đổi số phận. Nó được mừng vào ngày 14 tháng Adar. Việc ăn chay cầu nguyện hôm trước đó, kỷ niệm biến cố dân do Thái nhờ Hoàng hậu Esther nên thoát nạn bị tru diệt do âm mưu của Quan Aman, cố vấn của vua Ba Tư là Assuero. Các sách lịch sử được chia làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất được gọi là lịch sử đệ nhị luật hay công trình của trường phái đệ nhị luật bởi vì chúng được lấy hứng từ nền thần học đệ nhị luật. Trên thực tế, chúng bao gồm 12 thế kỷ lịch sử của dân Do Thái. Nhóm thứ hai được coi là sản phẩm của tác giả sử biên và gắn liền với kiểu đọc hiểu lịch sử của các môi trường tư tế. Và nhóm thứ ba bao gồm những tác phẩm không lịch sử thuộc nhóm đệ nhị luật có sách Josue, Thẩm phán, Samuel 1, Samuel 2, Các vua 1 và Các vua 2. Chúng đã do nhiều tác giả của trường phái đệ nhị luật biên soạn cùng với sách đệ nhị luật. Vào năm 1943, Martin Noth, học giả người Đức, đã đưa ra giả thuyết cho rằng các sách từ Josue đến các vua làm thành một đơn vị hiệp nhất có tổ chức chặt chẽ và sách đệ nhị luật là phần dẫn nhập đích thực của toàn công trình. Như vậy, công trình đệ nhị luật này trình thuật lịch sử của dân Israel từ núi Sinai cho tới khi bị đi đẩy bên Babylonia. Học giả nốt giả thiết rằng soạn giả đệ nhị luật đã biên soạn công trình của mình bằng cách sử dụng các tài liệu có trước và các tài liệu độc lập, nhưng được hướng dẫn bởi một chương trình văn chương và thần học riêng nổi bật nhất là trong các văn bản đệ nhị luật cần phải được gán cho ông vẫn theo học giả đốt mục đích công trình này của trường phái đệ nhị luật là trả lời cho các biến cố buồn thương của sự kiện Vương quốc Judah cáo chung và thành Jerusalem thất thủ, với hậu quả là cuộc đi đầy của người Do Thái bên Babylonia. Các biến cố đau thương này là dấu chỉ sự trừng phạt của Thiên Chúa đối với các tội lỗi bất trung của dân Israel, cũng như của các vua quan và dưới lãnh đạo chính trị. Trong các năm sau đó, luận thuyết này của học giả Martin Noth đã bị duyệt xét và sửa sai, cũng như bị phê bình đả kích kịch liệt. Tuy nhiên, tư tưởng của ông vẫn được đa số các học giả ngày nay theo và chấp nhận trong các nét nền tảng của nó. Ngoài ra, giới học giả kinh thánh còn chia việc biên soạn các tác phẩm thuộc nhóm này thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là vào thời đế quốc Assyria chinh phạt vương quốc miền Bắc năm 741 trước công nguyên. Tác giả là đệ nhị luật. Giai đoạn 2 là giai đoạn do học giả nốt đề nghị, do soạn giả đệ nhị luật đảm trách. Dầu sao đi nữa, việc biên soạn sau cùng cho thấy có một sự thống nhất hiển nhiên đối với sự biến thiên của trình thuật và các yếu tố khác, nhất là đối với kiểu hành văn của nó. Sách Bà Rút có văn thể tiểu thuyết được dự phóng về thời các thủ lãnh, có các vấn đề xã hội và các viễn tượng thần học thích hợp hơn với thời của hai ông Estra và Nehemia vì liên quan tới hôn nhân hỗn hợp tôn giáo. Trong khi các sách Tobia, Judith và Esther cùng với hai sách Maccabee có tính cách dạy dỗ và có tương quan mơ hồ với khoa lịch sử, vì thế chúng thuộc loại tiểu thuyết lịch sử. Điểm chung của các sách này là sự kiện không phải tất cả đều kể lại các biến cố lịch sử dân Israel cho bằng viễn tượng tôn giáo thống nhất trong nền tảng của trình thuật và muốn cho thấy rằng Gia Vê Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử và thiết lập một giao ước với dân ngài. Mỗi một tác phẩm lịch sử làm chứng cho thấy các khó khăn khổng lồ mà dân Israel, một dân tộc rất bé nhỏ đã phải sống và đương đầu để trung thành với giao ước đã ký kết với Gia Vê Thiên Chúa. Họ phải sống giữa các quốc gia ngoại giáo và thường bị các quốc gia này thống trị. Và đây chính là lý do giúp chúng ta hiểu tại sao các văn bản cách xa nhau giữa chúng trên bình diện bối cảnh lịch sử và văn chương. Chẳng hạn như bài thánh thi của bà Deborah và bài thánh thi của bà Judith lại có thể được đọc như dấu chỉ của chiến thắng và của sự trợ giúp của Thiên Chúa trong mọi thời đại và vì thế dưỡng nuôi các niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp và tươi sáng hơn. Sách giô nói về biến cố dân Israel tiến vào đất của người Canaan là đất hứa. Các cuộc chiến mà dân chúng phải đương đầu dưới sự chỉ huy của ông giô để chiếm hữu nó. Sách giô các chương từ 13 tới 21 và sau cùng là đại hội của các chi tộc tại Si-khem, nơi giô đề nghị niềm tin nơi ra vê như là Thiên Chúa duy nhất. Các chương 23 và 24 sách các thẩm phán hay thủ lãnh kể lại các khó khăn và các cuộc đụng độ mà các chi tộc Israel phải đối phó khi định cư trong đất Canaan. Nó đặc biệt tán dương các chiến công của những người đã giải thoát dân Israel khỏi các đàn áp và tấn công của các dân tộc Canaan và các dân tộc tới từ biển, trong đó có dân Philippines. Hai sách Samuel 1 và Samuel 2 ghi dấu biến cố dân Israel từ điều kiện thống nhất của 12 chi tộc chỉ dựa vào niềm tin vào gia vị, bước sang một sự thống nhất có cơ cấu hơn qua thể chế quân chủ. Samuel vừa là thủ lãnh vừa là ngôn sứ và tư tế, sức giàu phong Saul làm vua Israel. Nhưng Saul đã không thành công trong việc áp đặt quyền bính của mình trên đất nước và bị nghiền nát trước quyền lực quân sự của người Philippines. Sách Samuel 1, các chương từ 8 tới 15. Sau đó Samuel thánh hiến David. Vương quốc của David được củng cố trong toàn nước và được tiếp nối với con là Salomon. Sách Samuel 1 chương 16 tới sách các vua 1 chương 2. Israel dân của Gia Vê đón nhận nhà vua như là người thừa hành lệnh của Thiên Chúa. Được một ngôn sứ của Gia Vê sức giàu tấn phong, nhà vua cai trị nhân danh Gia Vê. Thiên Chúa hứa che chở vua David trong hiện tại và trong tương lai. Samuel 2 chương 7 sự chắc chắn về một vương quốc vĩnh cửu qua các kẻ nối dõi tông đường sau này sẽ được coi như là một giao ước của Gia Vê đối với vua David. Hai sách các vua kể lại các biến cố liên quan tới nền quân chủ của dân Israel giữa các thế kỷ thứ 10 và thứ 6 trước công nguyên. Thời gian khởi đầu rất vinh quang, vua Salomon xây thành Jerusalem, thủ đô của vương quốc thống nhất và đền thờ cho Gia Vê Thiên Chúa sách các vua 1 chương 3 tới chương 11. Nhưng rồi việc điều hành tôn giáo và kinh tế của ông đã trở thành tồi tệ. Khi nhà vua qua đời vào năm 932 trước công nguyên, vương quốc bị chia đôi, sách các vua 1 chương 12. Mười chi tộc thuộc quyền cai trị của Jeroboam làm thành vương quốc miền Bắc sẽ có thủ đô là Samaria. Vương quốc bao gồm nhiều triều đại và thường gây chiến với vương quốc anh em là vương quốc miền Nam, và sẽ bị đế quốc Assyria xâm lăng vào năm 721 trước công nguyên sau hai thế kỷ lịch sử. Sách các vua 2 chương 17 Hai chi tộc còn lại thuộc con vua Salomon là Roboam, làm thành vương quốc Juda miền Nam với thủ đô là Jerusalem do các vua nhà David cai trị. Nhưng nó cũng sẽ tàn lụi hơn một thế kỷ sau đó khi bị đế quốc Babylonia xâm lăng vào năm 597 và 587 trước Công nguyên, sách các vua hai, hai chương 24, 25. Biến cố bị đi đầy khiến cho dân Israel phải sống ngoài quê cha đất tổ nửa thế kỷ. Sau này nó được đọc hiểu như là hậu quả sự bất trung của dân Israel đối với Gia Vê. Nhiều lần dân Israel đã thích chạy theo các thần ngoại của dân Canaan và thích tôn thờ chúng hơn tôn thờ Gia Vê Thiên Chúa khiến cho dấn thân của họ với Gia Vê tại núi Sinai trở thành hư vô. Với sự bất trung này, họ đã hủy bỏ giao ước ký kết với Thiên Chúa. Hai sách sử biên hay ký sự, tái đề nghị lịch sử đã được trình thuật bởi sách các vua, nhưng trong viễn tượng khác, khi thêm phần dẫn nhập gồm Gia Phả kể từ Adam cho tới 12 tri tộc Israel. Trung tâm sự chú ý của hai sách sử biên là đền thờ Jerusalem, từ nguồn gốc của nó qua việc chuẩn bị do vua David thực hiện cho tới công cuộc xây cất bởi vua Salomon và các biến cố của thời vương quốc bị chia đôi. Tiếp theo đó là công cuộc tái thiết sau thời lưu đày. Hai cuốn Ezra và Nehemiah dành cho hai nhân vật của biến cố trở về quê cha đất tổ sau thời lưu đày bên Babylonia, tiếp nối hai sách sử biên từ bốn tác phẩm này nổi bật lên tầm quan trọng mà dân Israel gán cho sự hiện diện của Gia Vê giữa dân ngài, mà đền thờ là dấu chỉ và trong một cách thức nào đó là nhà của Gia Vê. Cũng như tầm quan trọng của việc phụng tự diễn ra trong đền thờ mỗi ngày với sự long trọng đặc biệt trong các ngày lễ lớn. Sách Bà Rút tuy được xếp giữa các sách thủ lãnh và hai sách Samuel, nhưng không thuộc lịch sử đệ nhị luật, và đúng hơn được coi như một trình thuật làm gương kể lại câu chuyện cảm động của một gia đình có hai phụ nữ là nhân vật chính, đó là bà Noemi người gốc Bethlehem và con dâu là bà Ruth gốc ngoại quốc Moab. Sách nêu bật sự tin tưởng của bà Ruth nơi Thiên Chúa và sự nâng đỡ trung thành của bà với mẹ chồng là bà Noemi khiến cho bà Ruth trở thành bà cố nội của vua David sách thuộc loại các câu chuyện nêu gương sáng gọi là Mitrashim và vì thế không thuộc loại lịch sử chính thống. Thế rồi còn có ba tác phẩm khác là sách Tobia, Judita và Esther, sử dụng các dữ kiện lịch sử và địa lý một cách rất tự do nhằm minh giải cuộc sống của dân Israel trong thời lưu đày. Chúng dạy cho biết lòng tin tưởng vào sự hiện diện quan phòng và giải phóng của Gia Bê đối với dân ngài sau cùng là hai sách Maccabay chứa đựng tiếng vang của cuộc chiến đấu của dân Do Thái, cương quyết bảo vệ căn tính là dân riêng của Gia Vê, trong thời các vua nhà Seleucid cai trị Antiochia vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Các vua Syria nhà Seleucid cưỡng bách dân Do Thái sống theo các thói tục của họ, phải cúng bái các thần linh ngoại giáo và tuân hành chính sách hy lạp hóa do họ áp đặt trên dân Do Thái nhà Maccabay nổi lên giành độc lập được vài thập niên, cho đến khi đất Palestina lọt vào ách thống trị của đế quốc Roma năm 63 trước công nguyên. Chúng ta đang ở trong thời gian trước biến cố Đức Giêsu Kitô Giáng sinh như công dân của một vùng đất bị thống trị dưới thời hoàng đế Augusto, chắc hẳn là vào năm thứ tư trước kỷ nguyên thứ nhất khi có ngôi sao chổi Hali xuất hiện trước khi kết thúc chương trình kính mời quý vị nghe bài thánh ca mùa xuân đã về do hoàng kim trình bày trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 31 m 25 và 25 m 21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http 2 hai gạch chéo V I chấm Radio Vaticana V A. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.